Xin chào bạn, cho mình hỏi là bạn là sinh viên ngành nào đấy? Mình tên Khôi, sinh viên ngành kinh tế quốc tế. Kinh tế quốc tế. Mình muốn mời bạn tham gia phỏng vấn về nguyện vọng sinh viên ngành công ty, về các hoạt động ngoại khóa cho bạn học của mình thì mình sinh viên ngành kinh tế quốc tế. Cho mình hỏi là trong năm ngày gần đây bạn có nhận phỏng vấn qua chưa? Có một chuyện nhận thôi. Dạ vâng, vậy là bạn giúp mình vài câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất, bạn mong muốn những gì từ ngành học của mình? Ngành của mình muốn là tiếp tục lên đại ngành phát triển quốc tế, nên mình muốn thể được đó là tiếp xúc với những môi trường ngoài hơn, muốn học được là muốn học vô những môi trường ngoài đó. Câu hai, tại sao bạn lại chọn ngành học này? Tại vì mình cũng kinh doanh và có một vài ngành liên quan ngôn ngữ đi học tới mình thích nữa, và ngoài ra nữa cái việc mà tiếp xúc với việc có những văn hóa khác nhau làm cho mình học ngành ngôn ngữ nhanh hơn. Câu ba, theo bạn thì làm sao có ngay được cái việc làm mà như bạn mong muốn sau khi mà bạn tốt nghiệp? Chắc nghĩ đầu tiên thứ nhất đó, là cái tính kiến thức ở trong trường của mình hơn, học kỹ trong trường, và thứ hai đó là trình độ ngôn ngữ nữa, tại vì so với nhiều nước ngoài hơn, môi trường của mình là đặc biệt quốc gia đa văn hóa, nên mình nghĩ là tiếng Anh cũng quan trọng nữa. Câu bốn, sau 5 năm tốt nghiệp, bạn mong muốn mình sẽ là một người có vai trò như thế nào trên xã hội hoặc là công việc sinh hoạt? Mình thì hiện tại thì không biết 5 năm sau thì mình cố gắng tốt nhất là kiếm một công việc phù hợp và đóng thuế cho nhà nước, bắt đầu làm một người công dân có ích cho nhà nước chẳng hạn, lúc đó là cũng là được công dân tốt rồi. Câu 5, hiện giờ ngoài giờ học trên lớp á, bạn có mong muốn thêm việc làm ngoại khóa nào không? Thì mình cũng biết là trường có một vài workshop, nhưng mà mình mong là trường có những cái tiết mục mà ta gọi là công nghệ đi, để mình cho sinh viên có thể mà coi và cũng như là cái gì sinh viên có thể thể hiện được cái trình độ tài năng như được khai thác những muốn của mình. Ok, câu 6, bạn có thể cho mình biết cái loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn vô cùng mong muốn tham gia nhưng mà vẫn chưa may được đây là hiện tại thì chắc nghĩ là không có cả. Thứ nhất là mình cũng hơi xa với trường nên mình khó mà lên đây được, nên mà mình thấy hoạt động ngoại khóa kiểu tiên khá nhiều nên mình nghĩ không có thêm cái nào. Câu 7, bạn có là thành viên của câu lạc bộ FPTVAC? Không. Lý do bạn chưa tham gia là bạn không tham gia không? Đó là gì? Thật ra là tên mình nghe cái câu lạc bộ đó luôn, không biết câu lạc bộ là gì. Okay. Bạn có thể cho mình biết tên được không? Tên là Nguyễn Công Khôi. Nguyễn Công Khôi. Nếu mà sau này thì là thành lập câu lạc bộ như là bạn mong đợi á, thì mình thông báo cho bạn nhiều của bạn tham gia nha. Chúc bạn một ngày vui vẻ, cảm ơn bạn tham gia phỏng vấn mình ạ. Cảm ơn bạn. Thank you.